Rồi em xin kính chào quý anh chị của Quốc nha. Thì hôm nay cái đài Đắk Lắk đó, thì em sẽ quay ngày đây ngày 12 tháng 9 thứ ba. Đắk Lắk này anh chị. Tóm mốt nha. 90 63 44 26 không tốn 59 17 72 10 20 30 40 50 mà bón sắp rồi. Rồi nha anh chị. Còn 90 giá rồi mà bón dây số không vui không? 90 giá nha anh chị. Ít số lắm, thỏa không? Rồi, đài Quảng Nôm. Cũng ngày 12 tháng 9 luôn. Số 21 73321. Số cũng đẹp nha. Số Quảng Nôm này 035 230 20 giá. Đó. 33321 cũng 20 giá nha anh chị. 73321 20 giá, 35230 20 giá. Hai cái này là 40 giá nha anh chị. Em chỉ có hai số này quăng non mà thôi đó. Còn mấy cái số này 10 số khác nhau của đài Đắk Lắk nha anh chị, em bó một sắp rồi đó. Rồi thì có lẽ là em quay cho anh chị mình xem có bao nhiêu số thì quay nhiều số thôi đó. Rồi mấy bữa em có đọc những con số đó, mấy bữa em có đọc những con số đó là ví dụ như cái con gì đó, nhưng mà đọc đó thời gian video dài lắm nha anh chị đó. Anh chị xem thì có gì anh chị bấm vô Google số con gì nó sẽ ra cũng dễ thôi. Rồi thì em quay đến đây cũng xin tạm dừng nha anh chị. Cảm ơn anh chị cô bác các bạn đã dành thời gian xem video của em nha. Rồi có lẽ đến đây em xin tạm dừng. Em đã lấy con số này một tờ rồi, có lẽ em sẽ lấy thêm một con này nữa, 073321 em lấy thêm một tờ nữa nha anh chị. Em một bữa em mua, có bữa em mua 6 tờ đó. Có khi mua điên lên mua 10 tờ nhưng mà có lẽ ngày mai em mua chừng 2 tờ thôi nếu mà ngày mai mà lòm khách đông đó, có tiền nhá, thì sẽ mua nhiều hơn nữa. Còn tổng thờ có thể mua 2 tờ. Số này 1 tờ, đây 1 tờ. Rồi, video đến đây em xin tạm dừng nha anh chị. Cảm ơn quý vị, anh chị cũng bác rất nhiều nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại quý vị nha. Chúc anh chị cũng bác mình may mắn phát lộc phát tài. Rồi, cảm ơn rất nhiều.